chi tiết xe máy điện Honda Uber giá 25 triệu đồng. Mẫu xe điện Honda Uber bán nội địa tại Trung Quốc vừa được một cửa hàng nhập khẩu xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh mang về. Thiết kế của Uber khá lạ so với những dòng xe điện đang có ở thị trường Việt Nam. Xe chỉ có duy nhất yên cho người lái, phần đuôi được làm gọn. Uber có kích thước tổng thể 1695mm x 650mm x 1035mm, chiều dài cơ sở 1220mm. Tất cả đèn trên xe đều dùng công nghệ LED. Đáng chú ý, đèn chiếu sáng chính không thể điều chỉnh chiếu gần và chiếu xa. Xe dùng bộ mâm 10 inch với cỡ lốp 80/100 cho cả hai bánh. Hệ thống phanh kết hợp đĩa phía trước và tăng chống phía sau. Màn hình tốc độ trên Uber thiết kế vuông vức tương tự Jady G5, tuy nhiên các thông số hiển thị ít hơn, xe cũng không có lựa chọn chế độ lái. Xe sử dụng chìa khóa Smart Key. Khác với hệ thống Smart Key trên hầu hết xe máy, khóa trên Uber có thêm tính năng khóa mô tô điện. Xe được trang bị một cổng sạc USB, tuy nhiên gần khu vực này không có hộc chứa thiết bị cần sạc. Sàn để chân khá lớn, vị trí rộng nhất có chiều ngang đạt 300mm. Bên dưới yên xe cao 740mm là nơi đặt bộ pin lithium-ion. Phiên bản được mang về Việt Nam dùng pin 48V24A. Honda Uber tại Trung Quốc còn có các phiên bản dùng pin 48V15A và 48V20A. Mô tô điện trên xe cho công suất 350W, tốc độ quay tối đa 320 vòng trên phút. Hujiang Honda cho biết, phiên bản dùng pin 48V24A có thể di chuyển tối đa 80 km, tốc độ 20 km/h, người lái nặng 75 kg. Tốc độ tối đa của mẫu xe điện này là 25 km/h. Xe có sẵn vị trí gắn bàn đạp, người lái có thể chuyển sang đạp trong trường hợp xe hết điện hoặc cần không gian chứa đồ dưới yên. Xét về độ tiện dụng, Uber có phần thiệt khi so với các mẫu xe điện cùng tầm giá. Xe chỉ chạy được tốc độ tối đa 25 km/h, không gian chứa đồ dưới yên cũng hạn chế. Honda Uber có giá bán 25 triệu đồng, tương đương với các mẫu xe điện VinFast Felice 24,9 triệu đồng, Jady G5 Line 22 triệu đồng.